Các bạn thân mến, rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần video clip này. Và vào một buổi tối Hà Nội rất là mát mẻ, chị muốn cùng với các bạn đi khám phá về một trong những tác phẩm rất nổi tiếng của nhà văn Kim Lân. Đó là truyện ngắn Vợ Nhặt. Và hy vọng rằng là các bạn đã có thể lên xem phần livestream này rồi. Bởi vì chị biết là ở trong giai đoạn này thì cũng có thể là rất nhiều bạn đang tìm những cái nguồn tài liệu khác nhau về truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân, đúng không nào? Hiện tại đã có 80 bạn đang xem phần phát trực tiếp này rồi. Và bây giờ là 106 bạn. Chúng mình sẽ cùng đợi 200 bạn rồi sẽ bắt đầu bài văn mẫu ngày hôm nay cùng với chị nhé. Cũng không hẳn là bài văn mẫu đâu, mà là một bài văn chất lượng của một bạn học sinh trong lớp online của chị. Chị tin là bản thân các bạn thì cũng đang muốn tìm những cái nguồn tài liệu như thế này và cũng muốn là tìm được những cái bài văn mẫu hay để mình có thể làm, để mình có thể tham khảo, đúng không nào? Nếu như mà các bạn lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Tất nhiên rồi, ngày mai chúng mình sẽ dậy sớm và học văn cùng với nhau như đã hứa, đúng không ạ? Chúng mình có một cái chiến dịch 5 ngày mà, đúng không? Chúng mình có một cái chiến dịch 5 ngày và trong 5 ngày này thì mỗi ngày chị sẽ hướng dẫn các bạn viết một cái đề về nghị luận xã hội như đã hứa với các bạn. Và chúng mình cứ như vậy là chúng ta triển thôi, đúng không ạ? Không có gì thay đổi cả các bạn ạ. Thế nên là ngày mai 5:20 thì chúng mình lại tiếp tục gặp nhau các em nhá. Ok không? Các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau luôn ở trong bài văn mà ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn, được không nào? Chúng ta sẽ cùng đợi 300 bạn nhé, rồi sẽ bắt đầu. Mai dậy sớm học bài. Các em phải dậy sớm thì mới được vào group đấy. Thế nên là chúng mình sẽ có một cái thao tác điểm danh trước á. Nên là các bạn sẽ cố gắng nha. Các bạn sẽ cố gắng dậy sớm nha. Vậy nha, rồi đã có 292 bạn đang xem phần livestream này rồi. Chị cần 8 bạn nữa thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu đón nghe bài văn ngày hôm nay của một bạn học sinh ở trong lớp online của chị nha, được không nào? Xin chào các bạn. Ngày mai cứ dậy sớm đi, rồi sẽ có hướng dẫn các bạn vào trong group để có thể học cùng với chị, được không ạ? Hôm nay thì đã có khoảng 500 đối thủ xem cái phần phát trực tiếp đó rồi. Và ngày mai dự là số lượng sẽ còn tiếp tục tăng nữa đấy. Thế nên là chúng mình ơi, nhân cái lúc mà các đối thủ còn đang kiểu gì ạ? Trong nhân cái lúc mà các đối thủ còn đang ngủ là mình phải dậy để mình học thôi, đúng không? Không chào nhau à? Xin chào các bạn nhá. Xin chào Trần Quỳnh, xin chào Kim Oanh. Ok, hiện tại đã đủ 300 bạn rồi. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu ngày hôm nay luôn cùng với chị nhá, được không ạ? Cùng bắt đầu bài văn ngày hôm nay luôn nha. Nói chung là các bạn sẽ phải cố gắng sắp xếp theo giờ giấc của chị nhá, được không? Chị biết là mỗi bạn thì thích một giờ, nhưng mà thôi, nói chung là tôn trọng người già nhở. Rồi, chúng mình sẽ cùng đến với bài văn tham khảo ngày hôm nay luôn. Như sau ạ. Đề bài của chúng mình như thế này. Có ý kiến cho rằng, trong truyện ngắn Vợ Nhặt, nhà văn Kim Lân đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường mà chính đáng của con người. Từ việc phân tích tình huống truyện của tác phẩm Vợ Nhặt, anh chị hãy bình luận về ý kiến trên. Các bạn ơi, đây là dạng đề gì nhỉ? Chị sẽ phân tích cùng với các bạn một chút xíu nhé. Đây là dạng đề gì? À, đây là dạng đề chứng minh một cái nhận định. Ngày hôm nay, ngày hôm qua thì phải, chị cũng nhận được một vài câu hỏi của các bạn về cái dạng đề chứng minh nhận định. Đó, thì các bạn hỏi chị rằng là chị ơi, vậy thì đối với dạng đề chứng minh nhận định thì em nên làm theo cấu trúc như thế nào?
Thì bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm dạng đề chứng minh nhận định trước. Chị sẽ vạch ra những cái ý nhanh cho các bạn, sau đó thì chúng ta sẽ cùng chữa cái đề này, chúng ta sẽ cùng làm cái đề này. Chị đọc cái bài văn mẫu cho các bạn luôn đi nha. Các bạn ơi, cái dạng đề chứng minh nhận định á, thì chúng mình sẽ làm theo cấu trúc sau cho chị ạ. Xin chào Vĩnh Phúc nhá, xin chào em. Rồi, mở bài vẫn là bố cục 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Được không ạ? Mở bài, chúng ta sẽ dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Trong đặt vấn đề này chúng ta phải nêu ra được hai thứ. Một là cái nhận định, và cái thứ hai là cái vấn đề chúng ta đem ra để chứng minh. Ok chưa? Phần thân bài chúng ta sẽ làm luận điểm 1, tác giả tác phẩm. Luận điểm 2, giải thích nhận định. Luận điểm 3, phân tích chứng minh. Luận điểm 4, khái quát. Và kết bài, khẳng định lại vấn đề, sau đó nêu ra cảm nhận của cá nhân. Rồi, ok. Đây sẽ là cái dàn ý cho chúng mình. Được không ạ? Đây là dàn ý cho chúng mình. Và các bạn đừng bao giờ thêm một lần nào nữa hỏi lại chị về cái dàn ý nhá. Bây giờ chúng ta có quá nhiều những cái mảng kiến thức cần quan tâm, chứ không chỉ là một mảng kiến thức về nghị luận văn học như thế này. Nên là chị đã nói với các bạn một lần nữa, khẳng định lại với các bạn là như thế này rồi, thì các bạn sẽ không đặt những cái câu hỏi lặp đi lặp lại cho chị nữa nha. Ok không? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái bài văn tham khảo của chị ngày hôm nay cùng với các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nhé. Đề bài của chúng mình sẽ là: có ý kiến cho rằng chuyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường mà chính đáng của con người. Từ việc phân tích tình huống chuyện của tác phẩm Vợ Nhặt, anh chị hãy bình luận ý kiến trên. Và bây giờ sẽ là bài văn tham khảo dành cho các bạn. Còn nhớ sinh thời, tác giả của Bì Vỏ, nhà văn Nguyên Hồng từng phán về người đồng nghiệp của mình rằng: Kim Lân là một nhà văn một lòng đi về với đất với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Quả thật không thể chê vào đâu được lời truyền thần ấy của nhà văn Nguyên Hồng. Kim Lân là cây bút chuyên viết về đề tài nông thôn và những người dân quê lam lũ hồn hậu chất phác mà giàu tình thương. Đọc Vợ Nhặt, tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Kim Lân, ta càng hiểu rõ và thấm nhuần hơn điều này. Vợ Nhặt là truyện ngắn xuất sắc nhất của tác giả, đã tạo được tình huống độc đáo. Vì vậy, có ý kiến cho rằng trong truyện ngắn Vợ Nhặt, nhà văn Kim Lân đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường mà chính đáng của con người. Qua việc tìm hiểu, phân tích tình huống chuyện của tác phẩm Vợ Nhặt, ta nhận ra đây là một nhận định hoàn toàn đúng đắn. Các bạn ơi, thật ra thì cái mở bài này nó không mới. Đây là cái mở bài mà bạn ấy đã học hỏi. Nhưng mà chị nghĩ là đối với việc học văn thì sự học hỏi là một trong những điều rất cần thiết. Chúng ta biết được cái nào là hay, cái nào là không hay, và chúng ta biết đưa được những cái hay vào trong bài viết của mình, như vậy đã là thành công rồi. Đúng không ạ? Nhá, như vậy đã là thành công rồi. Vậy thì nếu như mà các bạn bình luận rằng là: chị ơi, cái mở bài này của bạn ấy giống mở bài của bạn này, của bạn kia, thì bản thân chị nghĩ rằng là bạn ấy tham khảo và bạn ấy đưa vào bài viết của bạn ấy như vậy hoàn toàn hợp lý, không có gì mà các em phải thắc mắc hết. Và các bạn cũng hoàn toàn có thể tham khảo bài viết của bạn ấy để đưa vào bài viết của các em, miễn là chuyển được thành ý văn của mình và sử dụng nó, làm chủ nó, hay trong tiếng Anh gọi là master nó. Đúng không? Rồi nhá, đấy là phần mở bài. Bạn ấy đã nêu được nhận định này, và đồng thời cũng đã nêu được ra luôn cái quan điểm của mình về cái nhận định đó, cùng với cái đối tượng tôi sẽ đem ra để chứng minh, chính là tình huống chuyện trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục phần thân bài với cái luận điểm đầu tiên nói về tác giả tác phẩm đây, như sau ạ. Nổi tiếng với hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài, từng đảm nhiệm những vai diễn chân chất mộc mạc phù hợp với tính cách của ông, hình ảnh của Kim Lân cứ đơn giản như vậy mà đi vào trái tim của người yêu nghệ thuật. Những năm tháng tuổi thơ nhiều khó khăn không làm sờn lòng người ham học ham viết. Dù nghỉ học từ rất sớm, nhưng với khả năng tự học của mình sau này, Kim Lân chính là một trong những cây viết truyện ngắn xuất sắc nhất của nền văn học Việt Nam hiện đại.
Ông thường viết về đề tài người nông dân nghèo, vì họ bao giờ cũng thiệt thòi, nên nhà văn muốn đời cho những con người đó quyền làm người và quyền muốn đòi cho những con người đó quyền làm người và quyền sống. Nói về vợ Nhặt, theo lời chia sẻ của người nghệ sĩ này thì vào năm 1945, trong những ngày đầu cách mạng, Kim Lân có ý định viết một tiểu thuyết mang tên là Xóm Ngụ Cư, song chưa kịp hoàn thành thì bị thất lạc bản thảo. Sau này, mãi tới năm 1954 khi hòa bình lặp lại, dựa vào một phần cốt truyện cũ, Kim Lân đã viết truyện ngắn Vợ Nhặt. Sau khi đến với độc giả, đã được chào đón nồng nhiệt. Truyện ngắn này in trong tập Con Chó Xấu Xí của ông. Với Vợ Nhặt, nhà văn đã bộc lộ một quan điểm nhân đạo sâu sắc của mình. Tác giả phát hiện ra vẻ đẹp kỳ diệu của con người lao động trong sự túng đói quay quắt. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khốn khổ nào, con người vẫn vượt lên trên cái chết, hướng về cuộc sống, về gia đình, vẫn yêu thương nhau và hy vọng vào ngày mai. Các bạn ơi, được không ạ? Chị cảm thấy rằng là cách viết của bạn ấy ở cái phần này rất là tự nhiên. Thực sự luôn đấy. Cái phần viết về tác giả rất là tự nhiên. Không phải là cố gò mình là tôi phải viết về Kim Lân với cái phong cách nghệ thuật này, phong cách nghệ thuật kia. Mà rõ ràng là ở đây bạn ấy viết bằng cái cuộc đời riêng tư của Kim Lân. Thế nhưng mà bằng một cách hết sức là tự nhiên và đời thường. Thật ra khi mà học về phần đọc hiểu ấy, các bạn thực sự là không quan tâm tới những cái gọi là phương thức biểu đạt hay là phong cách ngôn ngữ. Nhưng mà bản thân chị thì lại nghĩ rằng là đấy là những cái yếu tố quyết định tới cái việc chúng ta tạo lập ra một cái văn bản, một cái bài viết. Đúng không ạ? Đối với từng tác phẩm, chúng ta lựa chọn những cái phong cách ngôn ngữ phù hợp, đúng không ạ? Thì đó cũng là một cái cách rất là tốt để các bạn viết được những cái bài viết nó hay hơn. Ok chưa? Các bạn ơi, đây là cái bài văn mẫu ở trong cuốn tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm. Nếu như mà các bạn muốn sở hữu cái đầu sách này để có thể ôn thi và có thêm những cái ngữ liệu để tham khảo, thì các bạn có thể nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để được tư vấn về cuốn sách này nhé. Được không ạ? Giá sách thì rất là rẻ thôi. Thế nên là các bạn cứ nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên là sẽ được admin giải đáp nha. Ok không? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục này. Sau khi mà nói về tác giả tác phẩm xong, thì chúng mình sẽ bắt đầu giải thích về nhận định. Và đây sẽ là cái phần giải thích ngắn gọn về nhận định như sau ạ. Kim Lân đã đặt những nhân vật của mình vào tình huống bất thường, để qua đó làm nổi bật khát vọng bình thường của họ. Tình huống bất thường ở đây chính là tình huống đặc biệt mang tính nghịch cảnh, trớ trêu, éo le, được tạo dựng trên cơ sở của những mâu thuẫn. Còn khát vọng bình thường là khát vọng, mong muốn mãnh liệt mang tính nhân bản, bản chất ở trong mỗi con người. Đó là quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc và được sống cho ra sống. Ý kiến trong truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân đã xây dựng được tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường mà chính đáng của con người là một nhận định vô cùng đúng đắn. Thấy không ạ? Vậy là rõ ràng là chúng ta trong cái nhận định này chúng ta có hai vế. Và ở đây trong cái phần này chúng ta đã làm rõ được hai vế. Và đồng thời là chúng ta cũng suy ra được luôn, khẳng định lại thêm một lần nữa, nhận định này hoàn toàn đúng đắn khi mà nói về chuyện ngắn này. Ok không nào? Nhá, ok chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu phân tích để chứng minh này. Bắt đầu ạ. Có thể nói trong chuyện ngắn, tình huống chuyện được hiểu giống như là cái tứ ở trong thơ. Cũng chính là nguyên cớ, là sự khởi đầu khi nhà văn đặt bút viết. Theo nhà văn Nguyễn Minh Châu thì tình huống chuyện giống như một khúc, một lát cắt của đời sống. Một khoảnh khắc ngắn ngủi xong lại đủ để chúng ta có thể hình dung được diện mạo của toàn thể đời sống. Đó là sự liên kết của các chi tiết, các tình tiết, sự việc xoay quanh một nghịch cảnh, một tình thế theo ý đồ nghệ thuật của nhà văn. Từ đó làm nổi bật chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Về phân loại thì có 3 loại tình huống chuyện cơ bản là tình huống chuyện tâm trạng, tình huống chuyện nhận thức và tình huống chuyện hành động. Tình huống chuyện trong truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân thuộc loại tình huống chuyện hành động, là một hành động bất thường, độc đáo và dẫn tới những diễn biến vô cùng éo le. Ok chưa? Nhá, tiếp tục này. Tình huống chuyện ngay xuất hiện ngay từ nhan đề Vợ Nhặt. Khi đọc nhan đề, chúng ta sẽ bắt gặp một điều gì đó vô cùng lạ lùng và thu hút. Cái tên này nghe có vẻ khiến cho độc giả tò mò và nhất định phải tìm đọc xem Vợ Nhặt là gì. Đây được coi là một cái từ ghép phân nghĩa được ghép bởi danh từ vợ và động từ nhặt. Nhặt ở đây là chỉ một hành động ngẫu nhiên, vu vơ, không chủ tâm để lấy một đồ vật gì đó, thường là từ dưới đất lên, một vật quá nhỏ bé nên không ai để ý hoặc không còn giá trị nên bị người ta vứt bỏ. Còn vợ là một phần quan trọng trong cuộc đời của người đàn ông. Lấy vợ là một trong những việc lớn của đời người,
Một việc thường được thực hiện theo phong tục truyền thống của người Việt Nam với các bước như là mai mối, dạm hỏi, cưới xin vô cùng trang trọng. Nhưng ở đây thì từ nhặt lại trở thành định nghĩa cho từ vợ. Ở đây là định danh một loại vợ, đã khiến cho người đọc phần nào suy đoán được giá trị của người phụ nữ được nhặt về chẳng khác nào là cọng rơm, cọng cỏ ở bên đường, cũng đồng thời giúp cho người đọc hình dung ra được tình cảm của người chồng trước một việc lớn lao trọng đại của đời người lại được thực hiện bằng một hành động ngẫu nhiên, thờ ơ và không chủ tâm như vậy. Được không ạ? Ví dụ là như thế. Cái phần đó các bạn có thể làm rõ, tức là trước tiên là chúng ta khai thác tình huống chuyện ở trong cái nhan đề trước, thì ngắn gọn là chúng ta sẽ viết được một cái đoạn như vậy. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu nói về cái bối cảnh, được không ạ? Chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân gắn chặt với bối cảnh lịch sử ra đời của tác phẩm. Đó là hoàn cảnh số phận thê thảm của người phụ nữ trong nạn đói năm 1945. Chỉ với hai lần gặp gỡ và bốn bát bánh đúc, vài câu nói tầm phơ tầm phào mà đã chấp nhận theo không một người đàn ông. Ẩn chứa sau nhan đề là suy ngẫm của tác giả, là sự chăn trở xót xa trước giá trị thấp kém của con người trong hoàn cảnh éo le và bi kịch. Bên cạnh xuất hiện ngay sau nhan đề vợ nhặt, tình huống chuyện còn được tạo dựng trên cơ sở của những mâu thuẫn trớ trêu được đẩy lên đến tận cùng của giới hạn. Sự trớ trêu đầu tiên xuất hiện ở nhân vật Tràng, chủ thể của hành động nhặt vợ. Tràng là một người mà ngay trong hoàn cảnh bình thường cũng ít có khả năng lấy được vợ. Hắn là dân ngụ cư, tầng lớp thuộc đáy xã hội lúc bấy giờ với vị trí lép vế trong làng, vị trí lép vế trong làng xã, lại còn bị coi là sự đẽo gò sơ sài của tạo hóa, vừa nghèo, xấu trai, thô kệch và hơi dở tính. Ấy vậy mà lại lấy được vợ, thậm chí là chóng vánh, dễ dàng đến mức chính hắn cũng không thể tin nổi được. Sự trớ trêu thứ hai đặt ra ở hoàn cảnh nhặt vợ của chàng. Có thể nói, hôn nhân là biểu tượng của cuộc sống gia đình, của sự sinh đẻ con cái, của sự sống. Vậy mà việc nhặt vợ của chàng lại diễn ra vào thời điểm khủng khiếp nhất của nạn đói năm Ất Dậu. Khi xóm ngụ cư của chàng bao trùm lên không khí của chết chóc lạnh lẽo, tình huống eo le đã được gợi ra bởi sự đối đầu khốc liệt giữa sự sống và cái chết, giữa hạnh phúc và đau khổ, giữa hy sinh và tuyệt vọng, giữa ấm áp của tình người với lạnh lẽo thê lương của chết chóc. Và tình huống trơ trêu ấy đã gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người dân ở trong xóm ngụ cư. Họ thì thầm phỏng đoán, và bản thân người mẹ, bà cụ Tứ cũng không tin nổi vào mắt và tai mình. Ngay cả anh chàng cũng ngờ ngợ, lòng bàng hoàng như đang trong một giấc mơ đi ra. Ở chuyện ngắn vợ nhặt, việc tài tình trong cách xây dựng tình huống chuyện của Kim Lân đã tạo nên nhiều giá trị sâu sắc. Nhờ có tình huống bất thường mà câu chuyện trở nên hấp dẫn và góp phần thúc đẩy cốt truyện phát triển. Ngoài ra, tình huống còn phản ánh chân thực bức tranh hiện thực của làng quê trong thời điểm lúc bấy giờ. Cảnh xóm ngụ cư ngập tràn âm khí là hình ảnh thu nhỏ của xã hội Việt Nam trong nạn đói năm 1945. Bề sâu của hiện thực là cái đói khiến cho giá trị của con người trở nên rẻ rúng. Những điều đẹp đẽ thiêng liêng như hạnh phúc gia đình, một đám cưới bỗng trở nên bi hài, méo mó và chua chát. Đói khát khiến cho con người bị thay đổi và hủy hoại từ hình hái đến nhân cách. Con người không sống được cho ra con người. Chàng và thị đã nên vợ nên chồng chỉ bằng một câu hò vu vơ, bằng bốn bát bánh đúc. Giá trị của tình huống chuyện đặc biệt đã thể hiện những nét sâu đậm nhất trong tư tưởng nhân đạo, với việc khẳng định, ngợi ca, trân trọng những khát vọng bình thường mà chính đáng của con người. Điều này bộc lộ qua vẻ đẹp phẩm chất của nhân vật và qua diễn biến tâm trạng hành động của họ trước việc chàng nhặt được vợ. Tình huống chuyện đã cho thấy rõ cái đói, cái chết không làm cho con người ta mất đi lòng nhân ái. Thể hiện trong vợ nhặt, thể hiện trong việc nhặt vợ của chàng, sẵn sàng chia sẻ miếng ăn với người xa lạ đói khát. Trong cách chàng đối xử và suy nghĩ về người phụ nữ đi theo mình đầy yêu thương chứ không hề rẻ rúng. Đặc biệt là sự ứng xử và nỗi niềm của bà cụ Tứ với người con dâu, chấp nhận người đàn bà xa lạ, coi người con dâu là con, lo lắng, yêu thương và chia sẻ với người khác trong hoàn cảnh khốn cùng là biểu hiện cao nhất của tinh thần lá lành đùm lá rách. Tình huống chuyện giúp người đọc nhận ra được khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của con người không bị mất đi mà trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chàng quyết định nhặt vợ sau một thoáng phân vân do dự, cảm giác mới mẻ, hạnh phúc và êm ái lừng lơ trong lòng. Chàng sau khi có vợ, khuôn mặt rạng rỡ chung vui của người dân xóm ngụ cư, nét mặt nhẹ nhõm tươi tỉnh của bà cụ Tứ. Thị theo chàng về nhà lúc đầu vì miếng ăn, nhưng khi biết
đến bà cụ Tứ, đến gia đình của mình thì lại cảm thấy rất hạnh phúc, trở thành một người phụ nữ hiền hậu đúng mực, vợ hiền dâu thảo. Hiện rõ nhất cho hình ảnh, cho niềm khao khát, mang tính bản năng thường trực bị khuất lấp bởi cái đói đã xuất hiện một cách đầy bất ngờ. Ngoài ra, tình huống chuyện cũng đã khẳng định đói khát không làm cho con người mất đi hy vọng của một tương lai tươi sáng tốt đẹp. Những câu nói đầy lạc quan của bà cụ Tứ với đôi vợ chồng trẻ, chàng mua hai hào dầu thắp sáng gian nhà trong đêm tân hôn, nhưng cũng là xua tan đi bóng tối ngập đầy trong chuyện ngắn, cảnh thu dọn nhà cửa vào sáng hôm sau. Đặc biệt, lá cờ bay phấp phới trong tâm trí chàng ở cuối truyện đã khẳng định chắc chắn những khát vọng bình thường mà chính đáng của con người trong tình huống bất thường nhưng không hề hão huyền viển vông. Tín hiệu chắc chắn đã hiện hữu. Tóm lại, ý kiến đã chỉ rõ ra được ý nghĩa sâu sắc của tình huống chuyện vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. À, đây là bài của bạn Khánh Dương đấy, được không ạ? Chúng ta có thể thấy là bạn ấy đã làm theo cái cách là bạn ấy không phân tích từ đầu đến cuối, mà bạn ấy đã chia tách làm theo kiểu của các bạn kiểu đi thi học sinh giỏi ấy, kiểu vậy. Bạn ấy đã làm theo cách là chia thành các cái luận điểm, đúng không ạ? Thứ nhất là cái điều này được thể hiện qua nhan đề này. Cái thứ hai là tình huống vợ nhặt này được thể hiện qua những cái ý, ví dụ như là xây dựng tình huống chuyện này, đúng không ạ? Nội dung chuyện này, rồi những nhân vật xuất hiện ở trong chuyện này. Đó là cái cách làm rất là thông minh, nhưng mà bản thân chị thì nghĩ rằng là các bạn vẫn nên làm theo cách là chúng ta cứ phân tích theo kiểu nối tiếp, ok không ạ? Phân tích từ đầu đến cuối, sau đó chúng ta sẽ rút ra. Còn nếu chị, đấy là lời khuyên của chị dành cho các bạn. Còn nếu như mà các bạn muốn thử sức ở một cái cách viết khác thì ok, được không nào? Thì đây chúng ta có phần kết như thế này. Chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân thực sự đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng bạn đọc bởi việc xây dựng một tình huống chuyện hợp lý, chan chứa tình đời và tình người. Nhắc tới vợ nhặt, xin được mạn phép dùng những dòng văn của nhà văn Nguyễn Khải để thay lời kết cho bài viết này. Có lẽ đây cũng chính là những gì mà bản thân Kim Lân thật sự muốn trải lòng. Trên đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới đó. Ok không ạ? Các bạn ơi, thì vừa rồi chị đã chia sẻ cùng với các bạn về một cái bài văn tham khảo. Như chị đã nói, tính chất là một bài văn tham khảo. Các bạn thấy cái gì hay thì các bạn có thể dùng, được không ạ? Thì các bạn có thể dùng để các bạn đưa vào trong bài viết của mình để tạo nên một cái bài văn nó đúng, nó đủ, nó hay và nó để lại những cái ấn tượng trong lòng người chấm. Thì chắc chắn là các bạn sẽ có số điểm cao thôi. Vừa rồi thì bạn Vĩnh Phúc có hỏi chị một câu là: chị ơi, liệu rằng là con nên viết văn bằng trái tim hay không? Thật ra là chị đang muốn hỏi ngược lại với các em là đã bao giờ các em viết văn bằng trái tim chưa? Thật sự đấy, chị muốn hỏi ngược lại các bạn một câu là như vậy. Đã bao giờ các bạn thực sự viết một bài văn bằng trái tim của các em chưa? Mà các em lại hỏi ngược lại chị rằng là chị ơi, có nên viết văn bằng trái tim hay không? Để viết văn mà bằng được trái tim của mình á thì khó lắm Phúc ạ. Thực sự luôn đấy. Các em có thể lý trí mà nghĩ lại những lời thầy cô giáo giảng, viết ra những cái đó, nhưng mà sẽ rất là khó để các em có thể sử dụng những cái cảm xúc thực sự. Bởi vì chị tin rằng là 300 bạn đang xem cái phần livestream này, liệu rằng có đến 100 bạn từng thực sự yêu thích một tác phẩm nào để thực sự tâm huyết viết về nó không? Chị nói thật là như vậy. Đó là cái sự thật mà chúng ta phải tôn trọng. Đó. Thế nên là trước khi, thế nên là chị nghĩ là cái câu hỏi mà em đặt ra cho chị là một cái câu hỏi mà chúng ta phải tự hỏi lại bản thân mình trước đã. Đã bao giờ mà chúng ta viết văn bằng thực sự bằng trái tim của chúng ta chưa? Còn nếu như mà các bạn mà viết những cái bài văn mà thực sự bằng trái tim của các em thì lại tốt quá, được không nào? Nhưng mà bản thân chị thì nghĩ rằng là cuộc sống này thì sẽ luôn luôn có một cái sự cân bằng. Và để đạt được bất cứ một cái thành công nào thì bao giờ chúng ta cũng sẽ phải cân bằng giữa hai thứ, đó là lý trí và trái tim. Một bài văn lý trí là một bài văn đầy đủ tất cả mọi ý, đúng không ạ? A, B, C, D, E, sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, rõ ràng, khoa học, đúng không? Nhưng mà một cái bài văn hay lại là một cái bài văn mà chúng ta phải thổi được cái cảm xúc của mình vào đó, được không ạ? Phải thổi được hết cảm xúc của mình vào đó. Và chị nghĩ rằng là để làm được cái điều đó thì không hề dễ dàng, nhưng mà cũng không phải là khó nếu như chúng ta thực sự cố gắng và nỗ lực yêu văn hơn, được không nào? Yêu văn hơn này, viết văn nhiều hơn này, đọc nhiều hơn này, trải nghiệm nhiều hơn này, học hỏi từ các bạn của mình nhiều hơn này,
được không? Đó, thì đấy là cái điều mà chị mong muốn từ các em. Còn tất nhiên là team chị Hiên thì bao giờ cũng sẽ cố gắng hết sức luôn để hỗ trợ cho các bạn, để giúp cho các bạn có được cái số điểm cao nhất ở trong kỳ thi sắp tới, được không nào? Thế nên là câu mà chị vừa đọc là câu của Nguyễn Khải nha em nhá, của nhà văn Nguyễn Khải. Có một cái tác phẩm rất là nổi tiếng, đó là tác phẩm Mùa Lạc đấy, được chưa nào? Còn có bất cứ những cái băn khoăn và thắc mắc gì thì các bạn có thể nhắn tin cho admin fanpage Học Văn chị Hiên. Và đừng quên là vào cuối tháng 7 thì chị Hiên có một cái khóa học rất là đặc biệt, đó là khóa học 10 ngày cuối cùng chạy văn cùng với chị Hiên. Mùa 2, mùa 1 đã làm rất là thành công rồi, thì mùa 2 này hứa hẹn sẽ còn làm thành công hơn nữa. Đấy, thế nên là hy vọng là các bạn sẽ tận dụng cái cơ hội này để nhanh chóng đăng ký một cái chỗ, để mình chắc chỗ mình tham gia học cùng với chị Hiên, chuốt lại tất cả mọi kiến thức, rồi thì phương pháp các kiểu để sẵn sàng cho cái kỳ thi vào đầu tháng 8 nhá. Hẹn gặp các em, ok chưa nào? Có lẽ là bây giờ thì các bạn cũng đã bắt đầu mệt rồi, chị sẽ phải gửi lời chào tạm biệt tới các bạn thôi. Chúng mình sẽ hẹn gặp lại nhau ở trong một cái phần livestream tiếp theo gần nhất nhé. Chúc cho các bạn sẽ có một giấc ngủ thật là ngon, và ngày mai hãy nhớ là dậy sớm học văn cùng với chị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo. Bye bye nha.